hai các mẹ bỉm sữa, không biết là ở đây có chị nào nghiện con giống như em không ta? Trời ơi, sao mà một ngày em muốn hung hoài luôn vậy đó. Nhiều khi á còn muốn cắn cho một phát nữa kìa. Mà trộm vía lên nhà em cũng dễ chịu lắm á mấy chị. Ai nói cái gì nói, ai làm cái gì làm, vẫn ngủ là ngủ. Chỉ cần đặt lên cái ghế rung này nè, cho bú xong á là ngủ luôn đó cả nhà. Cái clip trước của em cũng rất là nhiều chị hỏi về cái ghế này, và hôm nay em sẽ review cho mấy chị luôn nha. Đây là một chiếc ghế rung đến từ thương hiệu Ego Baby. Ghế rung này là 3 trong 1 luôn đó nha. Vừa là ghế nằm cho trẻ sơ sinh nè, vừa là ghế thư giãn, vừa là ghế cho trẻ mới biết đi được đó các mẹ. Trâm cũng tìm hiểu rất là kỹ cho nên biết được là ghế hỗ trợ đường sinh học và tạo sự thoải mái cho bé. Và ghế cũng có nhiều chế độ để mình điều chỉnh phù hợp cho bé ha. Có nhiều chị sợ là khi mà em bé nằm trên đây sẽ bị nóng lưng. Không có đâu mấy chị ơi, ghế này có miếng đệm lót nâng đỡ rất là êm ái và thoáng mát luôn. Mấy chị nhìn thiết kế của ghế là biết mà. Mà phải công nhận một điều nha, ghế này cực kỳ tiện lợi. Đó mấy chị thấy không, Lion nhà em có thể nằm ở trên đây để mà bú luôn nè, không sợ bị sặc sữa nha. Đó mấy cô nhìn đi, Lion nằm trên ghế này tư thế rất là thoải mái luôn, không có bị cấn, không bị đau nè. Mà nhiều khi đi rửa bình để Lion nằm trên đây ha, cũng không sợ bị té nữa. Có một điều mà Trâm rất là thích ở cái ghế này, đó chính là chế độ rung. Khi mà em bé của mình nằm trên chiếc ghế này á, cửa quậy một tí thôi là cái ghế nó sẽ rung nhẹ nhẹ rất là tự nhiên và không ảnh hưởng đến não của bé. Màn đét ơi, nằm một tí xíu là ngủ luôn rồi nè cả nhà. Mà nãy giờ mẹ Trâm cũng đã review rất là kỹ rồi, các mẹ bỉm cứ nghiên cứu thêm nha. Còn bây giờ thì mẹ con em chào mấy cô nha. Đó mấy cô nhìn nè, Lê Anh ngủ say sưa luôn á mấy cô ơi. Mê mê cái ghế này nha.